Chào anh Trang. Chào nhân. Rất là có duyên khi gặp lại anh ở đây. Nói chung em đã biết về anh rất nhiều, nhất là về những giải thưởng của anh, xem ở trên mạng rồi xem khi trên Facebook. Hôm nay em muốn anh nói về cái những giải thưởng của anh. Nhưng anh cũng có những nhiều thương hiệu, nhiều giải thưởng, có những giải thưởng mà có những bức ảnh anh được huy chương vàng, bạc 2 lần. Đâu anh có thể nói sơ lược về những cái giải thưởng của anh cho mọi người cùng biết. Tại vì giải quốc tế cũng không phải đơn giản để tìm được một giải quốc tế của anh ra. Mặc dù là chơi ảnh từ năm chơi bước vào với năm nhiếp ảnh từ năm 1966, nhưng mà thổi đầu thì tôi quay phim. Rồi sau này khi qua Mỹ thì tôi lại học ở trong trường đại học Mỹ, tức là SUNY Brookings ở tại Rochester. Tôi sau khi tốt nghiệp thì tôi làm việc cho Kodak và cũng chơi ảnh bình thường. Trong Kodak nó có những cái hội ảnh, và ở vùng Rochester cũng có những hội ảnh. Thì lâu lâu sau khi mình đi săn ảnh ở đâu rồi thì mỗi tháng anh em đem ảnh rồi ra bình, thì tôi cũng chẳng có nghĩ tới cái chuyện thi cử gì hết. Mặc dù là tôi đăng ký làm hội viên của PSC từ năm 2000, và từ đó trở đi thì tôi có ảnh, tôi nhiều lần triển lãm ảnh ở trong cái hội ảnh của anh Lê Văn Khoa, cùng với mấy anh như là Võ Nhân Thạnh này, Quỳnh Mạo, Hiệp Trường ở cái phía đó. Tôi có tới 8 lần triển lãm ảnh ở dưới Houston với anh em cái hội ảnh của chi nhánh liên qua ở đó. Nhưng mà có một lần anh Thomas Lan là một cái người Việt gốc qua. Rất là nổi tiếng ở còn sống không? Ở BSC, ở tại anh Thomas Lan thì rất là nổi tiếng. Thì trong cái bữa, một cái bữa tiệc sau khi có mấy tấm ảnh của tôi được anh em chọn ở trong đó, thì anh hỏi tôi vậy chứ là có gửi ảnh đi dự thi không? Thì tôi trả lời là thôi, cũng có ảnh để chơi thôi. Thì anh nói không, với ảnh là một cái tác phẩm nghệ thuật, mà cái tác phẩm nghệ thuật phải phổ biến ra để cho người ta coi thì nó mới trở thành ra là anh giờ tôi mới làm. Dạ, tôi mới làm. Rồi đó là cái năm 2016, tôi mới gửi ảnh dự thi qua mấy cái tạp chí, mà qua những cái địa chỉ mà của cái tạp chí BSC đó. Tôi nói lại là tôi đăng ký vào trong cái hội nhiếp ảnh của Hoa Kỳ, tức gọi tắt là PSC. Thì không phải vì lý do là muốn tăng cái cấp hay gì hết, mà chỉ muốn là để xem lại những cái tấm ảnh và những cái bài viết ở trong cái tác phẩm, ở trong cái cuốn journal của nó, mỗi một tháng xuất bản một lần và gửi cho mọi hội viên. Thì năm 2016 tôi mới bắt đầu gửi mấy tấm ảnh dự thi. Cái tấm ảnh mà tôi đọc được cái huy chương bạc ở tại bên Âu Châu đó, là cái tác phẩm tôi chụp những cái bông bồ công anh. Đó thì từ chỗ đó trở đi thì tôi thấy cũng vui vui. Anh mấy anh ở trong cái hội ảnh ở Houston cũng có rất là gì đấy.
và tôi cũng gửi về thì đây là cái bôi mà bà cô anh anh nhớ rồi. Anh nói thêm một số nhà trường trước đây cho anh em học hứng. Đấy, rồi sau đó thì có tiếp tục một số các cái giải thưởng thưởng nữa, nhưng mà có một cái tác phẩm cũng là thuộc cái bộ công an tôi cho nó là Under the Wind, tức là dò dưới cái cơn gió. Thì đây cũng là một cái chuyện cũng hơi lạ, cái chủ đề của anh là khi đưa mà cái đó là một cái hình chụp đen trắng bằng cái hình thức mà không phải là chụp bằng máy ảnh mà tôi dùng cái máy scan Epson 1370 rồi tôi scan nó lại, nhưng mà khi mà dự thi rồi đó thì tấm ảnh nó có tới khoảng cả chục cái được cả chục cái huy chương vàng vì lý do là mọi người thắc mắc, và ngay cả trong cái hội ảnh Liên Khoa trong cái lần tôi triển lãm ở dưới đó, tuy rằng không có thi cử để mà gì đó nhờ đâu, nhưng mà anh mấy anh thắc mắc là tại sao chụp được như vậy, là chụp như vậy là vì tất cả những cái cọng bông đó thì đều theo một chiều, có nghĩa là gió nó bay lại nó thổi, mà khi mà gió nó thổi như vậy đó thì những cái hạt bông bồ công anh nó rớt xuống thì thế nào nó cũng nhẹ, nhưng mà tại sao nó lại có rất là nhiều hộp lại là rất là nét, người ta thắc mắc. Thắc mắc cũng chính vì vậy mà nhiều cái giải, kể cả bên Trung Quốc cũng phải cho cái bên sân hồ nó lắm rồi từ đó thì có những cái tác phẩm khác. Tuy nhiên cũng có một cái tác phẩm gần như là một cái phần của lễ hội Phật giáo, tức là trong cái chuyến đi của thầy Thông Lai, giảng thầy Thích Thông Lai ở cái chùa Sinh Chi Á Tô, ông là ở chùa Tổng Nguyên, rồi ông là một cái pháp hội ở bên Hồng Anh, và tôi tới đó thì dự thì chỗ gần cái mảng biển Waikiki Beach nó lại có rất là nhiều cái cây bồ đề lớn thì lớn trên những cái tàn mát, thì thầy Thông Lai dùng một cái cây bồ đề đó làm một cái buổi giảng đạo giống như là của Đức Phật mà ngồi ở dưới cây bồ đề em có xem cái ảnh đó thì tôi lấy cái tôi dùng cái ống kính fisheye tôi lấy toàn bộ cái cảnh đó và từ cái chỗ đó gửi đi thì ở tấm ảnh đi thì cũng lọt rất là nhiều người dân mục đích đó là cho những hôm qua từ ý thích ăn nuôi ong nuôi ong thì cần hoa thì anh bắt đầu chụp hoa cũng có lý do tôi chụp hoa thì để mà diễn tả rằng những cái bông nào mà có con ong nó bu lên á, tiếng Anh nó gọi là apiflora, đó là tôi chụp cái những cái bông hoa mà có những cung cấp sản phẩm mật rồi cho con ong ở thành phố Đồng Nai, tôi thành một cái tập, và sau này thì khi mà nhìn những bông hoa đó thì tôi lại có cái ý kiến là sau khi tôi tới trường ở Rochester, nó có một cái học viện, có một cái trường đại học lớn theo cái kiểu giống như MIT vậy đó. Thì ở bên Rochester nó gọi là RIT, tức là Rochester Institute of Technology. Thì tại chỗ đó đó nó có một cái ông tên là Ganesh Soysino, ổng tặng cho trường mấy chục triệu mỹ kim gì đó để mở lại trong chỗ đó một cái trường gọi là Galicino Photography School and Image Sciences. Tôi xin lỗi, tôi xin tạm dịch ra là trường đại học về nhiếp ảnh và những khoa học về hình ảnh. Thì trong đó
ngoài những cái lớp chánh mà để dạy rồi để cấp bằng Bachelor hay là Master of Fine Arts MFA cho sinh viên, thì trong đó có những cái lớp nhỏ nhỏ, những cái lớp nhỏ nhỏ nó diễn tả những cái phương thức đặc biệt của bên bên Nhật Bản. Thì trong đó có những cái lớp ví dụ như là scan dùng, hoặc là những cái phương thức để mà chụp những cái hình ảnh mà nó liên tục, tôi ví dụ như là một cái viên cái trái bóng bàn, cái trái bình bồng bóng bàn nó rơi ở trên nó vòng ở trên cái bàn, thì nó có phần những cái phương thức họ dạy để mà chụp lường được nữa. À, anh đã từ hồi đó rồi. Thì ngay cái trường đó nó mở những cái lớp đó không phải là cái lớp thường xuyên hay cái lớp ấy, có những cái lớp đặc biệt, có nghĩa là học trong thời gian rất là ngắn. Thì cái ngày đó tôi có tới đó để mà tôi học cái lớp gì scan. Thì cái ông thầy cũng cái lớp đó rất là ngắn ngày, ông dạy là scan, là tức là để đồ đặt lên trên máy scan xong rồi scan đi và những cái lợi những cái hại trong đó. Thì ông sẽ nói một buổi thôi đó. Rồi mọi người về nhà sẽ bắt thức là từ đó tôi phát triển ra, tôi dùng cái máy kem đó sáng tác ngày ngày, tôi sáng tác à, tôi sáng tác à, nhưng mà anh sáng tác bằng máy kem nó có hợp lệ không anh? À, thì coi như là nó hợp lệ bởi vì nó từ gửi từ dự thi đó thì là những cái máy này là rất là hợp lệ, không hợp lệ hợp lệ em thấy có rất nhiều ảnh hoa của anh, rất là lạ. Thì nay mới được chứng kiến trong máy tính của anh. Anh có thể nói thêm một cái vài hình ảnh mà anh hào hứng và trong lúc đi chụp đó, anh có bao giờ bị ong cắn hay là rết đâm người không? Không, cái ngày hồi đó tôi nuôi ông và bị ông chích rất là nhiều lần, cho nên là đối với tôi thì nó chai đá với lại cái nọc ong mà nó chích anh không đau à? Dạ, nó không đau. Rồi có thêm cái đặc biệt nữa là với ông với cái nọc ong đó là theo như mấy cái tài liệu về y khoa cũng nhiều chứ thì mà cho rằng người ta không sau này cũng châm cứu bằng kim nữa, mà người ta nghĩ châm cứu bằng con ong. Tại vì anh cũng một phần được ong chích là làm cho cái cơ thể anh nó thích nghi, nó khỏe mạnh. Có lẽ là có nhiều cái yếu tố hay. Bữa nay anh cũng 84 rồi anh. Dạ, tôi tròn là 84. Trí nhớ tốt và đi với em đi rất khỏe, đi cả ngày không được. Thì có lẽ nếu mà nó giúp cho mọi người được cái đó, được hoạt động đi đi đây đó nhiều. Cho nên là không phải mình học thôi, có những người mà lớn tuổi hơn nó vẫn khỏe mạnh và sáng suốt, ví dụ như anh Võ Văn Thạnh mà trong cái chi hội của anh Lê Văn Khoa. Anh Lê bao nhiêu tuổi? Anh là hay là anh Ngô Thanh Tùng thì lớn tuổi 34 tuổi. Anh Tùng cũng khỏe mạnh là Ngô Thanh Tùng hay là anh Lê Văn Khoa thì cũng vậy. Trong thời gian qua hiện nay là bây giờ anh lớn rồi, anh 90 rồi thì nghe nói là anh yếu. Tôi thì gọi là Lê Văn Khoa thầy đó. Tôi học trong sách của thầy Lê Văn Khoa thì là quý lắm, cũng gặp qua Mỹ gặp thầy nhiều lần. Rồi anh nói tiếp cái cuộc đời sáng tác của anh thế nào cho anh em những người Nhật Bản đi sau và những người trẻ có thể là lấy cái điểm đó làm cái điểm mốc để phấn đấu để đi theo. Tôi thấy là cái Nhật Bản thì nó rất là quan trọng trong rất là nhiều ngành, và riêng về phần tôi thì tôi thấy tôi cũng không có cái gì để dám dạy mọi người hết, mà tôi chơi ảnh là vì lý do tôi thích vậy thôi. Lúc đầu
thì tôi chơi game. Nhưng mà khi mà tôi nuôi ông rồi đó, thì cái thời gian đó là một cái thời gian rất là khó về để giữ một cái máy ảnh. À, giờ giữ một máy ảnh thì tôi phải đi nhờ anh Dương Văn Thu. Sau này ở trong cái hội của nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam mà cái chi nhánh của Vũng Tàu đó, ảnh tên là Ngô Dương Văn Thu ở Bà Rịa. Thì tôi nhờ anh đi chụp cái đại ông của tôi. Thì anh không là anh chở tôi đi, nhưng mà trên đường đi đó vừa rất trân trọng sao thì tôi với anh té. Anh hư cái máy, anh trở về có vẻ anh buồn. Thì từ đó tôi mới bắt đầu chơi, bắt đầu mới là chụp hình. Tại vì các cái máy về Yashica, máy quay phim của tôi là sau ảnh năm là gãy như vô dụng gì không có phim và bị quản lý luôn. Cái máy chụp hình lúc đầu mấy người vô tích cho nói là đúng rồi, là tôi không được phép giữ. Thời đó là sau 75 ngày rồi là lúc ở Việt Nam bạn cũng có đi chụp. Dạ thì coi như là lúc ở Việt Nam đó là tôi mới đi qua Vũng Tàu. Tôi mua là lúc đó là mấy người Azerbaijan của Vũng Tàu đó, nếu là ghé Vũng Tàu thì sao mà em có ra ngoài họ bán phim là Zenit, Tacma, Zenit, máy Zenit. Dạ, rồi họ bán cái máy Zenit 11 thì tôi mua được cái đó và dùng cái máy đó để chụp những con ông của trẻ ông của mình. Nhưng mà nó chỉ có một cái đầu 50, 55 thôi. Dạ, 50 để dành chụp mấy con ông vậy thôi. Rồi sau này khi qua Mỹ, khi mà qua Mỹ thì tôi có một giai đoạn ở Philippines. Lúc ở Bataan thì họ có cái lớp nhiếp ảnh. Tôi lại trở lại tôi học cái lớp nhiếp ảnh đó. Và trước khi đi Mỹ á, thì tôi có học một cái lớp nhiếp ảnh ở trong cái trường đại học khoa học trong cái phòng bộ môn Quan Phổ. Và lúc đó là thầy Nguyễn Trung Tú là dạy về khoa học, rồi Nguyễn Trung Tú là tiến sĩ đúng rồi, thiếu là cũng cô Thu Hồng rồi dạy về chân dung thì dạy là một số rồi Thu Hồng cũng đã bằng sống rồi cô tròn tròn mặt mặt thì tôi có học đó, rồi qua Mỹ, rồi qua bên Ba Lan lại học với lại mấy anh nhiếp ảnh Philippines. Rồi thế tự nhiên mình lại được trở về, được qua định cư ở tại thị trấn New York mà trúng vào cái thành phố Rochester, là có cái thành phố đặt trong trường đại học của cô Đắc, không chủ cũ của thành phố cũ của Hàn Phi cô Đắc, của Hàn Phi cô Đắc. Nó rộng lớn và cái ai cũng coi như là ai cũng mơ ước đến những người trường mình đó là thu mua thì không nào không ạ. Lúc đó thì tôi sẽ đi, tôi cũng đi vào đại học, thì tôi sẽ đi học anh học đại học tôi học đại học không đầu tiên không tính học với bạn nhưng mà tính học những cái khác, ví dụ như là báo chí. Tôi thấy báo chí bên đó tôi mê quá, tôi không học được hai lớp báo chí. Nhưng mà người ta nói, ông thầy cũng nói mày học thì mày phải giúp các mày trở về cái nơi mà nổi tiếng của mày á, chứ còn mày ở đây là mày sẽ không lên được. Bởi vì khi mà mày tới mày phỏng vấn là nó là mày mất hứng mà cái mày nói gì tao không hiểu đó là một cái kiến thức tôi bỏ. Thì bây giờ tôi muốn nói là những cái bằng cấp mà cũng ở bên đại học Nguyễn Khoa là bằng cấp dịch tiết, nhưng mà thấy là bên đây cũng không dùng. Thì lúc đó mọi người mới nói sao ở đâu học nhiếp ảnh đấy rồi vô làm trong cô đắp đó. Thì tôi mới học nhiếp ảnh sau khi mà tôi anh có làm ở cô đắp rồi tôi có làm ở cô đắp tới mười mấy năm. Thì tôi không thấy và coi như là cái job ở bệnh thì không phải là lúa chụp hình, nhưng mà làm ra máy ảnh thì tôi không ngờ rằng tới cái giai đoạn đó thì có hai cái mộng của tôi là mộng tới nước Mỹ để đi học thì và học đại học
hồi đó tôi có được cái đó, nhưng mà tôi được cái học bổng để đi Mỹ rồi nào thôi, nhưng mà chưa đi học mà bị bắt đi Thủ Đức rồi. Tôi để ra tôi mất cái mộng đó. Rồi cái mộng nữa là khi mình cầm những cái máy chụp hình mà có hiệu có đắt, hay là cầm những cái cuốn phim có hiệu có đắt thì mình, cái thời đó cô đắt nó giữ cái quyền, hồi cô đắt là số 1 của thế giới, nó dạ, không biết đâu, dạ, nó giữ cái độc quyền rửa những cái phim mà phim nó bán ra thì nó khai rửa, nó chưa à, thì nó có hai cái loại phim của cô đắt, một là cô đắt luôn để dành chụp chụp người á, tại vì cái da của mọi người nó rõ rõ lên, thì chụp ra cô đắt luôn là hoàn toàn cô đắt giữ hết. Kế đó ngoài cái cô đắt luôn đó, nó có một cái nó phim nó có màu xanh xanh, nó kêu là Ektachrome để mà quay cả mà chụp hình cảnh phim quay thì cũng vậy. Thì hồi đó tôi quay phim tôi cũng dùng hai cái đó. Mà mỗi khi mình mua một cuốn phim của cô đắt là mình phải mua cái gọi là rebat envelope, tức là cái bộ bao thơ nó trả tiền sẵn sau khi chụp xong mọi người lại gửi. Thú vị thì không ngờ với nào sẽ có dịp trao đổi lên về cái phim. Yeah. Máy ảnh cô đắt, phim cô đắt và những cái kỷ niệm cô đắt của chính em. Yeah. Một người xem sau này muội rồi em rồi. Em tiếp lại cái dụ nhiếp ảnh của anh rồi khi đó đó, ông xin lỗi cho tôi nói gì với mình tôi là khi đó đó thì tôi làm được cô đắt, cho nên mới có cái việc gọi là coi như là tôi có hai cái giấc mộng mà đã hoàn thành, một là vô được là cô đắt để coi cho nó làm phim được máy ảnh nữa là sao. Và cái thứ hai là cứ để khi em nhặt nha. Dạ. Rồi để trên tôi tiếp tục là làm các cái ảnh về bông hoa. Thì khi một lần họp trong hội ảnh thì có một anh đó, ảnh đi mua một cái kẹp ở trong cái phong đề bộ, cái kẹp đó nó có hai cái đầu, thành ra là để mà khi mà chụp bông á là mình dùng hai cái cây khác kẹp hai cái kẹp là để cho hai cái bông nó theo vừa ý. Lấy kẹp cái bông thì tôi học được cái ý của anh đó, nhưng mà tôi suy nghĩ là bây giờ mình lại dùng cái máy cam thì mình sắp cái hình đó theo cái ý của mình, nó không như cái đó. Thì lúc đó, đó tôi mới sắp lại, thì những cái bông nó thường thường là nó trở cái đầu lên đó. Nhưng mà khi mà tôi dặn thì tôi cắt hết tất cả những cái bông đó, tôi ốp lại, tôi để cái cuốn rồi qua vậy đó. Thì coi như là gần như là nó lé nó mặt vậy, cái mặt ra tới lại á, mình chụp. Thì khi mà gửi mấy tấm ảnh đi cho bạn bè quá chứ, ủa làm sao mà hoa nó vậy hôm đó. Thì tôi nói là hoa nó có cái âm nhạc hướng động, hôm bây giờ anh để máy thì để hoặc là đây thì nó sẽ hướng vô, còn thì quả thật là giống như là cái mô quỳ nó hướng hết về mặt trận đi, cái lúc đó anh cũng được dễ dàng với cái mô quỳ và hướng vô thì nó dễ, nhưng mà những cái môn khác thì nó không được. Thì từ lúc đó nhờ có mấy cái anh tôi làm được. Tao như là anh có một phương pháp sáng tác là nhẹ. Dạ. Thì coi như sự tình cờ anh phát hiện ra hay là. Thì cái chuyện mà học về cái vấn đề mà Ken á, thì ông thầy ổng có lúc đó nó ổng có cho cái bí quyết, ổng bí quyết là đẩy cái nắp cái máy cho em lại. Thì cái hình nó sẽ ra cái phông màu trắng. Phông màu trắng. Nhưng mà nếu mà muốn có cái phông màu đen thì lại là giống như dở. Không, là dở cái mặt nó lên. Thí dụ như bây giờ anh Ken với nó mà anh chụp cái hình mà anh muốn cái phông nó đen thì anh phải để cái giấy đen ngoài sẵn. Đúng. Là anh mới chụp. Nhưng mà trong khi mà tôi để cái máy Ken rồi thì lúc đó lúc Ken nó dở cái nắp ra thì cái ánh sáng mặt trời trên này nè, nó ánh sáng này nó dọi xuống và nó tạo ra cái phông đen. Đây là một cái
một cái trong cái bí quyết ông thầy cũng nói hồi đó, cái xong nó về nhà tôi áp dụng cái đó và tôi khai thác hết tất cả những cái ảnh của tôi là khi mà tôi làm. Và những ảnh đó tiếp tục được giải thưởng, anh chị vừa được trong đó ảnh nào mà anh tâm đắc nhất? Thì cái ảnh mà tâm đắc nhất là cái ảnh mà tôi đọc giải mà tôi nói là đầu tiên đó, tức là để là tiếng Anh thì mình viết là Dandelion Sits Under the Wind, tức mình dịch theo tiếng Việt là cuốn theo chiều gió. Thổi vậy thấy gió nó bay những cái hạt nó vậy thì cũng kinh dị lắm. Cô bay mấy không? Dạ, một cô bay đó. Thì mọi người nói, tại sao mà nó bay như vậy? Thì nó là động, mà nó động thì má như anh bị nhòe. Tại sao lại nó cũng nhòe mà nó lại nét? Đó là phương pháp sáng tác ha. Đó là một cái phương pháp sáng tác. Rồi tôi thích cái đó thì từ đó thì sau này tôi vẫn kiếm những cái cách để mà tôi làm những cái bông. Em thấy anh có nhiều ảnh chụp đồi cát, chụp ruộng muối, chụp ở biển. Như vậy anh có cách nào để anh đi được đến những nơi đó để anh sáng tác hay chụp? Thì mỗi ở bên Mỹ thì chuyện đi lại nó dễ dàng, chỉ cần là chứ vậy thì lái xe đi vòng đầu nữa là cho mình. Nhưng mà nếu có dịp thì về Việt Nam thì về Việt Nam chụp nhiều, về Việt Nam nhiều. Về Việt Nam thì tôi có làm quen và học hỏi được rất là nhiều của anh như bạn già Duy Anh ở với anh cũng giáo rồi cái đó là Thái Phiên. Thái Phiên cũng có có nhà về anh đi với em, anh đi với Thái Phiên, anh đi với Vinh Hiền. Nói chung là anh cũng vừa thân thiện, vừa nói chung anh em rất quý anh. Nhà về thấy cái tính cách anh một người không còn trẻ nữa, nhưng mà anh cái có cái vận động, hoạt động, nói chuyện rất là trẻ trung và cùng đi sáng tác, cùng sáng tác. Chứ nói học thì hơi quá đáng. Rồi kiểu cũng có vài chuyến đi, thí dụ như Huế Festival hay đó, là trên chuyến xe đi ngoài anh Ngô Thanh Tùng, anh Võ Văn Thạnh từ bên Mỹ về, thì trong này có mấy anh như là Duy Anh, Hoàng Quốc Tuấn, Thái Phiên, nhập nhau lúc đó anh Vi sau này anh Vi giờ đóng phim, sau này đi đóng phim rồi thì không thấy nữa. Đúng rồi, anh nhớ tốt gì hả? Rồi lên tới trong cái chuyến đi đó thì qua tới Đà Nẵng rồi lại chụp hình của Đà Nẵng, lại gặp mấy anh như là Hoàng Xuân Bổn. Rồi cái ra ngoài có chỗ cái có một cái bãi biển mà sau này anh Hoàng Xuân Bổn cho triển lãm ở ngoài đó, nó gọi là cái gì tên hay lắm, tên là bãi bột. Tại vì trong đó nó có một cái loại cây mà nó lên cái cây đó mà ở quanh cái chỗ mà cái khu mà khu nhà sàn của bãi bột ở trong đó nó có những cái cây có, nó tự dưới đất, nó có những cái rễ tự dưới đất lên, thì ngay chỗ đó nó có cái cây đó họ gọi là bãi bột, tức là coi như bãi bột, bột là ông Phật đó. Ông Phật đó. Cái ông đó coi như ông Phật thì dưới chung lên vậy đó. Thì trong một cái đêm đó anh em với bánh của miền của nhiều nơi họ lên hay đó để mà chụp và chuẩn bị ngày hôm sau là lên tới Huế Festival đó, thì coi như là thấy nhiều người phát biểu rồi, kiểu có trong này thì có những anh với Quy Cận Xuân Bổn, là phía ngoài là đâu là Đình Lan luôn. Trong đó cái Đình Lan anh nhớ dài quá, chuyện rất vui, rất là vui, mà tôi học rất là nhiều của anh đó. Rồi sau này thì có những chuyến đi của anh em mình tôi đi theo.